chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bão thể thao trước khi đến với những thông tin quan trọng mời các bạn vét miên điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay gắn mu muốn chiêu mộ neymar nắm lợi thế ký gapo ronaldo bom hẹn giờ phong thay đồ mu theo bruno fernandes cam kết gắn bó với mu và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem mu muốn chiêu mộ neymar nắm lợi thế ký gapo sau những phát biểu mới đây của phần bóng đá của PSG là ông Luis Campos đã thừa nhận việc đội chủ dân công viên các hoàng tử chiêu mộ cả Neymar và Mbappe một lúc hoàn toàn sai lầm. Lời khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng của bộ đôi siêu sao kể trên đang ngày càng gia tăng và chưa thấy có dấu hiệu có thể hạn gắn. Theo tờ Pipa Lycien của nước Pháp, sự úp mở của ông Campos đang ám chỉ việc PSG muốn bán đi Neymar càng sớm càng tốt để ổn định lại tinh thần phòng thay đổi của đội bóng. Việc tiền đạo người Brazil trở thành vật tế thần không có gì là bất ngờ, bởi rõ ràng Mbappe mới là nhân tố được cả nhà giàu thành Paris coi là nền bóng cho tương lai. Todofici Chavez dẫn nguồn tin thân với gia đình Neymar cho biết, MU đang có kế hoạch kéo cầu thủ người Brazil về sân Old Trafford. MU được cho là chắc chắn chia tay Ronaldo, chậm nhất là sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc. Kế hoạch của nhà Glazer là chiêu mộ Neymar để phát triển bóng đá cũng như hướng đến tham vọng về thương mại. PSG không lại trừ khả năng bán Neymar sau khi bị UEFA cảnh báo về vi phạm luật công bằng tài chính. Cựu cầu thủ Bắc xa cũng muốn tìm kiếm trải nghiệm mới với bóng đá Anh. Các cuộc thảo luận giữa đại diện MU với cha của Neymar và PSG đã được thực hiện bước đầu, tổng chi phí của thương vụ vào khoảng 100 triệu euro. Bên cạnh đó, cánh cửa để Kodigapo cập bến Old Trafford đang mở rộng. Cụ thể, theo Voet bon International tiết lộ, những khó khăn về tài chính sau khi không thể vào vòng bảng C1 buộc PSV phải bán Codigapo. Đại diện Hà Lan muốn khoảng 50 triệu bảng và đây là con số MU đủ sức đáp ứng. Ronaldo bom hẹn giờ phong thay đổi MU Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton, những gì Ronaldo đã thể hiện thông qua biểu cảm nét mặt trên băng ghế dự bị của sân Etihad thì đây chẳng khác nào là quả bom hẹn giờ chờ ngày phát nổ. Điều đó được thể hiện qua một số khía cạnh mà chuyên gia này nghiên cứu cụ thể. Darren Staton nói với tờ Mirut, những gì Ronaldo đã thể hiện, những hành động đó xuất phát từ một cầu thủ có thái độ khinh thường và không có gì khác ngoài sự khinh thường. Biểu hiện vi mô là cái chấp mắt rất nhanh trên khuôn mặt đang ở trong trạng thái vô thức. Về cơ bản, vi mô là một biểu hiện trên khuôn mặt được thực hiện một cách không tự nguyện, mặc dù kéo dài chưa đến một giây. Ví dụ như cái chấp mắt bạm môi của Ronaldo cũng cho thấy sự ngao ngán đến cùng cực. Chuyên gia này lý giải thêm, khi chúng ta xem lại băng ghi hình, những khoảnh quay về Ronaldo, anh ấy nở một nụ cười theo kiểu nhích mép sang một bên, mặt bên trái khuôn mặt. Đó là cảm xúc của sự khinh miệt, vai trộn một chút thận, sự thất vọng và hầu như là hết kiên nhẫn đối với những gì đang diễn ra trên sân. Khi Ronaldo phải ngồi dự bị, một thông điệp hết sức rõ ràng là anh ta không hài lòng với những gì đang diễn ra, Ronaldo giận dữ vì không được thi đấu và thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Một chi tiết khác được lý giải dưới góc độ chuyên gia Darren Staten. Khi Ronaldo hai tay ôm mặt, đó là một dấu hiệu hết sức cổ điển của sự thất vọng. Bản thân CD7 thực hiện cử chỉ tự trấn an bản thân cho thấy mức độ thất vọng và thiếu kiên nhẫn đang gia tăng trong anh ấy. Sau tất cả, chuyên gia Darren Staten tin rằng quả bom Ronaldo sẽ sớm phát nổ đối với những dấu hiệu thông qua ngôn ngữ cơ thể kể trên chắc chắn cầu thủ 37 tuổi này sẽ có hành động và không ai biết hành động ấy có thể dẫn đến mức độ căng thẳng ra sao. Tôi tin rằng Ronaldo đang có một kế hoạch, anh nghĩ sẽ đưa ra sự chất vấn. Ronaldo không phải mẫu người hài lòng với thực tại, ngay cả khi được trả lương cao nhất ngoại hạng Anh. Anh ấy không bao giờ chấp nhận thực tại phải ngồi dự bị chỉ để hưởng lương cao. Đây sẽ là vấn đề vô cùng đau đầu với Ten Hag và MU những ngày sắp tới. Newcastle gửi đề nghị chiêu mộ lúc do Nguồn tin từ Football Insider cho biết Newcastle có kế hoạch gửi đến MU một lời đề nghị ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm thuyết phục quỷ đỏ bán đi cựu hậu vệ của Southampton. Được biết Newcastle đánh giá rất cao so, họ xem anh như một sự nâng cấp cho mắt target hậu vệ cánh trái số 1 của chiếc trẻ hiện tại. Về phía MU, như đã đề cập thì Ten Hag vẫn cần thời gian để đánh giá thêm về so và những cầu thủ khác. Nhưng trước mắt, quỷ đỏ không cần phải gấp rút bán đi hậu vệ này vì họ vẫn có thể kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng. Bruno Fernandes cam kết gắn bó với MU. Bruno Fernandes cho biết anh muốn gắn bó lâu dài với MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với MU tới năm 2025, nhưng chia sẻ mới nhất cho thấy anh thậm chí muốn ở lại MU lâu dài hơn thế. Bruno gia nhập MU vào tháng 1 năm 2020, từ đó đến nay anh đã chơi tổng cộng là 136 trận ở các giải cho MU, ghi 50 bàn thắng và có 40 kiến tạo. Ten Hag nói thẳng mối lo đối với Matian. Anthony Matian tiếp tục chơi ấn tượng trước Omonia. Với Matian, MU có thể giải quyết được bài toán nhân sự trên hàng công. Tuy nhiên, Eric Ten Hag có lý do để lo lắng cho tình trạng cầu thủ này. Ông chia sẻ, Chúng tôi rất vui khi Matian đã trở lại, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện cẩn thận từng bước một trong một quá trình dài để giúp cậu ấy có thể trạng tốt nhất. Matian chơi gần một hiệp, 35 phút, Thật tốt và bây giờ chúng tôi phải kéo dài thời gian đó. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó từ trận đấu này sang trận đấu khác và chúng tôi có rất nhiều trận để làm như vậy. Chelsea gia nhập cuộc đua giành Pickford Tờ Atlantic cho hay Mẫu có thể chiêu mộ thủ môn Jordan Pickford của Everton trong trường hợp chia tay đề ga ở hè 2022. Tuy nhiên, quỷ đỏ sẽ không gặp dễ dàng gì ở thương vụ này bởi Chelsea vừa được cho là có động thái liên hệ với thủ thành số 1 của Tam sư ở thời điểm này. The Blue tỏ ra rất quyết tâm để cạnh tranh chữ ký của Pickford với MU. Mbappe muốn PSG chiêu mộ Rashford. Mùa hè 2022, PSG muốn mua thêm tiền đạo chất lượng dù đã có Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar trong đội hình. Và Mbappe muốn PSG mang về một tiền đạo mà anh có thể phối hợp để trở thành song sát đáng sợ đối với bất cứ đối thủ nào. Theo AMC Sport, bốn cái tên được Kylian Mbappe đề xuất chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua gồm Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca, Almane Dembele và Marco Rashford. PSG được cho đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của Rashford và muốn đưa tuyển thủ Anh 24 tuổi đến sân công viên các hoàng tử. Song thương vụ không thành, pháp cuối cùng đã ở lại Old Trafford hồi sinh dưới thầy Eric Ten Hag. Anh đã ghi 3 bàn trong 4 trận đấu gần nhất của mình và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của ngoài hạng Anh. Đề ga gặp Eric Ten Hag bàn tương lai Tờ Daily Star tiết lộ thủ thành Đề ga đang có kế hoạch nói chuyện với Eric Ten Hag. Đề Gea muốn thông qua cuộc trò chuyện trực tiếp này để biết rõ dự định của chiến lược gia Hà Lan đối với anh, qua đó về hướng đi mới cho tương lai. Thời gian qua liên tiếp xuất hiện tín đồ Đề ga không còn nằm trong kế hoạch của Ten Hag nhà cầm quân người Hà Lan được cho muốn có một thủ môn đa năng, hiện đại hơn, giống như San Obelac của Atlético Madrid, vì thế tương lai của Dega được cho là bị đe dọa. Phát biểu về những tin đồn mới nhất liên quan đến việc Dega nguy cơ phải rời MU, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano nói MU sẽ quyết định về các hợp đồng mới trong những tháng tới trước tháng riêng. Hiện tại vẫn chưa có gì được quyết định, chắc chắn tình hình của Dega phải được làm rõ nhưng tôi đã nói với cả phía cầu thủ và câu lạc bộ là vẫn chưa có quyết định nào. Hợp đồng của Đế Ga với MU hết hạn sau tháng 6 năm 2023. Theo tao Sport, Quỷ Đỏ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm cho Đế Ga nếu muốn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU chưa sẵn sàng vì thủ môn người Tây Ban Nha đang nhận lương quá cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!